Thưa sư, theo con được biết thì chư tăng sẽ đắp y khi thọ lãnh vật cúng dường. Con thấy có vài vị không đắp y khi nhận cúng dường. Thưa sư, cho con xin hỏi, như vậy có tính là sai giới luật không? Sư thì sư không nhớ là có cái giới là bắt buộc. Là vì tỳ kheo khi mà thọ lãnh cái vật cúng dường á là phải đắp y đầy đủ. Mà sư chỉ nhớ như thế này nè, là có những cái giới đối với vị tỳ kheo đi khất thực, như là khi mà đi khất thực á là vị đó phải đắp y tròn, bao tròn cả ở trên xuống dưới, tức là y trùm kín, thì cái đó là có. Và còn ở trong khuôn viên ngôi tự viện á, thì trong trường hợp mà vị tỳ kheo ở trần, tức là không có chùi rủi ở trên á, không có mặc cái gì hết, thì không được nhờ người khác phục vụ, không được thọ lãnh bất kỳ cái vật gì, và cũng không có được phục vụ ai đó. Tức là ngay cả trong khuôn viên chùa thì không được ở trần, được ở trần nhưng mà khi ở trần như vậy đó thì không có được làm cái này cái kia. Thì có. Chứ còn mà sư không có thấy là có cái trường hợp nào nói là phải đắp y vai trái thì mới được thọ lãnh vật thực. Thì không biết cái trường hợp này thì sư Tuệ Tường có cái bổ sung gì hay không? Dạ, xin thưa hai đức, nhưng câu hỏi thì cái câu hỏi này thì đạo hữu này hỏi là theo con được biết chư tăng sẽ đắp y khi thọ lãnh vật cúng dường. Con thấy có vài vị không đắp y khi nhận cúng dường. Cái hoàn cảnh này thưa quý vị, hoàn cảnh này là nếu mà như đại đức chánh đại trả lời cũng rất là chính xác, nhưng mà riêng bản thân sư á thì sư cũng nó có thêm một vài điểm, sư cũng có cái địa điểm gọi là nó cũng có cái thắc mắc trong cái câu hỏi này. Đó là như vậy, là khi mà thọ lãnh và cúng dường á, thì cái từ cúng dường này nó có nghĩa là đầu tiên ở Đức Hạnh Tuệ nó là rất là chính xác nha, nhưng mà sư 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 muốn cái này là riêng cái khoản này sư nói cho cái đạo hữu này thôi. Có nghĩa là đạo hữu phải hiểu là khi mà cúng dường á, cái từ cúng dường này nó rất là nó chung chung. Không, tại vì thí dụ bây giờ đi, bây giờ một vị tỳ kheo mà đang bị bệnh, nằm trên giường bệnh nó mà nó có những cái chướng ngại, nó những cái chướng ngại mà nó không có thể mà đắp y đó, như 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 vị đạo hữu này nói đó. Đó thì nên 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 thì nên như thế nào đó đó, như Đức Phật đó, như Đức Phật đó, thì Đức Phật cũng có ưu tiên cho những cái trường hợp cho người bệnh đó quý vị đó. Cho nên là cái câu hỏi này chỉ gợi ý thôi, gợi ý cho cái vị đạo hữu này nó hiểu rõ thêm thôi, đúng không? Còn nếu mà trường hợp thứ hai á, như Đức Hạnh Tuệ nói rất chính xác, còn nếu mà trường hợp mà vô bệnh á, vô bệnh rồi á, mà ở trong khuôn viên chùa mà ở trần, vô bệnh mà ở trần mà khi thọ nhận cúng dường thì đúng là đúng 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 là về cái gọi là cái oai nghi tế hạnh đó, nó không có phù hợp với luật của Đức Phật đó. Thì sư chỉ xin thêm thêm cái điểm nhỏ đó thôi, để cho vị đạo hữu này hiểu rõ thêm thôi. Dạ, xin kết thúc cái câu trả lời ở đây. Không biết là đại đức chính tâm hay đức hạnh tuệ có bổ sung gì thêm không? Dạ. Thì thưa quý vị là không có một cái luật nào mà nói rằng nó là thọ nhận cúng dường phải lâm y, chỉ có như sư hành thể nói là ở trần á, hay là không ở đây mình đã hiểu là tất nhiên khi mà ví dụ như vị tỳ kheo thọ sự cúng dường thì phải lâm, ít nhất là phải mặc y dây trái vô, chứ không thể nào mà mặc hồng sắc mà nhận cúng dường. Nhưng ở đây quý vị phải hiểu, chư tăng đi khất thực ở ngoài đường, rời khỏi bổn tự, rời khỏi công viên Sima, công viên chùa, phải lâm y, là tại vì cái luật lâm y chứ không phải là cúng dường mới lâm y. Còn á, quý vị đã đặt vấn đề ở đây là
những cái luật về thọ thực hay là những cái luật về y áo, nó không có cái luật nào rằng là bắt buộc phải lâm y da trái, phải lâm y kính người để nhận cả, không có một luật nào. Cho nên nếu như ví dụ như bây giờ ở trong khuôn viên chùa người ta vô người ta cúng tước vật dụng, không cần phải lâm y, chỉ y da trái là cũng nhận được, nhưng mà không có y da trái là nhận sai pháp, chứ không có cái chuyện mà mỗi lần cúng dường là phải lâm y, mỗi lần cúng dường lâm y. Nó chỉ có khi liên quan tới vật thực thì mới cần cái bát, mà khi đó phải lâm y, tức là đi ra ngoài đường, đi ra khỏi chùa để nhà, đi khất thực thì phải lâm y. Mà sở dĩ tại sao đi ra khỏi chùa là phải đi khất thực lâm y, tại vì liên quan tới vấn đề đi ra ngoài khỏi chùa là khỏi, đi ra làng là phải lâm y có, chứ không phải nhận vật thực mới lâm y. Cái này là nó sai rồi. Hết Hơn nữa đó, có một vài cái trường hợp mà chúng ta nên hiểu là vì đó không có thuận tiện khi mà đắp y vai trái. Ví dụ như là Đại Đức Tề Tường có nói đó, là vì đó bị bệnh, hoặc như là trường hợp là vì đó giặt y. Tại vì có những vị là vì đó chỉ có một cái lá y vai trái thôi. Có nhiều vị đó chỉ có một cái y vai trái thôi, và khi vị đó giặt y thì cái y đó đang phơi. Khi y đó phơi á thì vị đó đi làm chuyện khác, thì khi đó quý vị đi vào thì vị đó sẽ rơi vào cái hoàn cảnh khó xử là cái y đang ướt còn phơi ở ngoài kia, mà quý vị tới ngay trước tóc vị đó rồi thì vị đó phải làm cái gì, hiểu không? Thì trong trường hợp đó thì chúng ta nên hiểu và nên thông cảm. Thành ra là đôi khi sư cũng ngại Phật tử tới trước trước cốc của mấy ông sư lắm. Thân quen á thì không nói cái gì, thì thân quen thì thôi cũng biết rồi. Nhưng mà có khi là mới chưa gì hết á, mà cứ đứng ngay trước cốc ông sư. Sư xin lỗi, nhiều khi á, cái y vì đó giặt vì đó đã phơi ở ngoài, nó nằm ở ngoài rồi, vì đó muốn lấy cái y vì đó phải đi ngang của quý vị. Rồi bây giờ quý vị gõ cửa thì sao giờ? Không lẽ ông sư ổng đóng cửa trong phòng ông trả lời? Thì chúng ta phải hiểu là có những trường hợp tế nhị như vậy. Cho nên là thôi, tốt nhất là mình cũng tế nhị và mình giữ gìn cho nhau cư xử để cho nó có một cái đẹp ha. Rồi, để chúng ta qua câu hỏi.